Với nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021, ngành khoa học và công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, thực sự là động lực cho kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày giáp Tết. Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, các tình nguyện viên tham gia đội hình ATM Oxy vẫn ngày đêm mang những bình oxy quý giá đến tận nơi cho các bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Những câu chuyện nhân văn sẽ đến trong phần cuối chương trình. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay, thứ tư, ngày 19 tháng 1. Xin chào và cảm ơn sự đồng hành của quý vị, và bây giờ hãy cùng khởi động một ngày mới. Vào sáng qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với huyện ủy A Lưới về triển khai nghị quyết 11 của tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2016-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do thiên tai dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nếu như năm 2016, hộ nghèo trên địa bàn huyện là 4.337 hộ, thì đến cuối năm 2020 đã giảm xuống còn 2.049 hộ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương huyện A Lưới trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, đồng thời yêu cầu thời gian tới bám sát thực trạng, nhất là các tiêu chí tiêu chuẩn về giảm nghèo bền vững để thực hiện, góp phần đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị A Lưới phải bám sát nghị quyết 11 của tỉnh ủy để triển khai thực hiện hiệu quả thiết thực về giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao nhận thức của người dân về giảm nghèo, cần tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, chủ động hơn trong xây dựng các dự án để tranh thủ các nguồn lực giảm nghèo bền vững. Trước mắt, cần quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng có công với cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ trên địa bàn huyện A Lưới và các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đang thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Chương trình sẽ được tiếp tục với các sự kiện lễ tân ngoại giao trong ngày hôm qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp và làm việc bằng hình thức trực tuyến với bà Đồng Bích Du, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chúc mừng bà Đồng Bích Du được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, thông qua bà Tổng lãnh sự gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo tỉnh Chiết Giang, địa phương có nhiều quan hệ hợp tác với Thừa Thiên Huế nhân dịp 72 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc, 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa giữa Tổng lãnh sự Trung Quốc với tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam nói chung và giao lưu hai địa phương nói riêng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Đồng Bích Du cho biết trong nhiệm kỳ của mình, bà sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác và giao lưu trên nhiều lĩnh vực tại các tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Thừa Thiên Huế. Tại buổi tiếp, hai bên đã tiến hành trao đổi về xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, v.v. giữa các địa phương Trung Quốc và tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó góp phần tích cực trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp ông Goto Katsutoshi, CEO khu vực Đông Nam Á, tập đoàn Takasu Engineering Nhật Bản, nhân chuyển công tác thăm và làm việc với các đối tác tại Việt Nam nhân dịp đầu năm mới 2022. Takasu Engineering chuyên thiết kế, sản xuất và tự động hóa các cơ sở dây chuyền sản xuất cho các bộ phận của vỏ xe ô tô. Đối tác chính của công ty là các tập đoàn sản xuất ô tô lớn. Ông Goto Katsutoshi cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc hỗ trợ công ty tìm kiếm địa điểm đầu tư nhà máy tại tỉnh, đồng thời cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án thiết kế máy móc, chuẩn bị khuôn bộ phận vỏ xe ô tô với tổng vốn đầu tư 31,2 tỷ đồng. Sau nhiều nỗ lực do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, dự án đã đi vào hoạt động và đang trong giai đoạn tăng cường, bồi dưỡng bộ máy nhân sự. Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng kế hoạch hoạt động, tăng cường bộ máy nhân sự để đưa văn phòng tại Huế sớm ổn định và phát triển. Ông Goto Katsutoshi mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh có những chỉ đạo các đơn vị liên quan đang hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, công nghệ thông tin, liên kết đào tạo với công ty, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu công ty trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những nỗ lực của công ty trong việc nghiên cứu và đánh giá cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế, khẳng định sự trở lại của các tập đoàn lớn là tín hiệu cho thấy sự phục hồi phát triển của kinh tế tỉnh. Đề nghị công ty sớm mở rộng kế hoạch hoạt động của công ty tại tỉnh, nghiên cứu về khả năng xây dựng nhà máy sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới, hợp tác liên kết với nhiều nhà đầu tư cùng lĩnh vực đến tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển kinh doanh, hình thành nên một khu công nghiệp thiết bị lắp ráp ô tô tại tỉnh. Về phía tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ công ty phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, thường xuyên trao đổi để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan trong quá trình hoạt động. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam UNDP về dự án Việt Nam Hàn Quốc chúng ta xây dựng khu dân cư hòa bình và phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình thông tin với đoàn công tác UNDP về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, định hướng phát triển trong thời gian tới và tổng quan các dự án của UNDP triển khai trên địa bàn tỉnh. Về dự án làng hòa bình Việt Nam Hàn Quốc giai đoạn 2022-2026 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các hoạt động của dự án sẽ tập trung triển khai tại huyện A Lưới. Tỉnh sẽ ưu tiên vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân bom mìn đang sinh sống tại các khu vực của dự án, hỗ trợ công tác giáo dục, tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho mọi người dân trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ thành lập một ban chỉ đạo chung bao gồm các đơn vị địa phương liên quan để điều hành chỉ đạo, đảm bảo tính liên thông liên tục của toàn bộ dự án. Tại buổi làm việc, Phó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, ông Hartrich Heffermann và nhóm chuyên gia Hàn Quốc đã trao đổi các vấn đề liên quan đến dự án nhiều ý nghĩa này, đồng thời đánh giá cao sự sẵn sàng hợp tác và thống nhất cao với các kế hoạch giải pháp của tỉnh và mong muốn các chương trình dự án của UNDP thực hiện sẽ góp phần từng bước thay đổi suy nghĩ, nhận thức và nâng cao đời sống cho người dân Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, ngành khoa học và công nghệ phải tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ và phải là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ năm 2022 được tổ chức vào sáng qua. Năm 2021 là một năm có nhiều sự kiện nổi bật trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Không chỉ tổ chức thành công các sự kiện lớn cấp tỉnh, mà nhiều công trình khoa học cũng được các giải thưởng cấp quốc gia. Đặc biệt, hai công trình khôi phục và phát triển các giống sen Huế tại Hồ Tình Tâm, thành phố Huế và công trình đánh giá kết quả bước đầu áp dụng kỹ thuật rửa thần ngược dòng trên thần ghép từ người hiện sống được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021. Đánh giá công tác ngành năm 2021, ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận các tiến bộ khoa học và kỹ thuật đã được phổ biến kịp thời trong nhiều lĩnh vực, đã giúp tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều công trình khoa học đưa vào áp dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tạo nên hiệu ứng tốt trong cộng đồng. Các sản phẩm của cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh có chất lượng và có khả năng tham gia vào thị trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ đô thị thông minh, chính quyền điện tử thu được hiệu quả tích cực. Những kết quả trên đã khẳng định ngành khoa học công nghệ thực sự là động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của khu vực và cả nước. Năm 2022, ngành khoa học công nghệ tỉnh tập trung hoàn thiện đề án thành lập khu công nghệ cao quốc gia tại Thừa Thiên Huế, đầu tư hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung, hình thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, định hướng phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia chi nhánh tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời phát huy giá trị bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung, phục vụ nhu cầu phát triển các lĩnh vực ưu tiên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo đúng định hướng nghị quyết số 7 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về khoa học công nghệ. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng và tuyên dương đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2021, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy đảng trong đảng bộ khối đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Toàn đảng bộ đã kết nạp 154 đảng viên, đạt tỷ lệ 102,7%. Trong năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục phối hợp với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022. Dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng 18 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và tuyên dương 10 đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Cũng trong sáng qua, Thành ủy Huế tổ chức tổng kết hoạt động công tác xây dựng đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với quyết tâm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp đảng, từ
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Năm 2022, Thành ủy Huế tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng với các nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của tỉnh ủy, nghị quyết Đảng bộ thành phố, thực hiện xây dựng thành phố Huế theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đồng thời đổi mới phương pháp quản lý, hình thức bồi dưỡng chính trị. Thành ủy Huế hiện có 98 tổ chức cơ sở Đảng với gần 16.700 đảng viên. Thành ủy chủ trọng bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ đảm bảo các tiêu chí, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất, kịp thời có giải pháp khắc phục. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội gắn với nhiệm vụ trọng tâm, tạo sức lan tỏa đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác động của dịch COVID-19, tuy nhiên bằng sự năng động sáng tạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, địa phương đã đạt những kết quả tích cực. Đó là thông tin được lãnh đạo thị xã Hương Thủy đưa ra tại buổi gặp mặt cả cơ quan thông tấn báo chí. Với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, năm 2021, Hương Thủy đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa chủ động phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội khi hoàn thành đạt và vượt 15 trên 15 chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt cùng trong năm 2021, Hương Thủy đón nhận tin vui khi là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Thanh Bình khẳng định, đạt được những kết quả trên là có sự đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời mong rằng trong thời gian tới, đội ngũ phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tiếp tục hỗ trợ, có tiếng nói đồng thuận với thị xã trong việc truyền thông, quảng bá cũng như phản ánh thông tin kịp thời để địa phương xử lý, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, góp phần giúp thị xã Hương Thủy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhân kỷ niệm 420 năm xây dựng chùa Thiên Mụ và 330 năm chùa Nguyễn Phúc Chu lên ngôi, vào chiều qua, Sở Văn hóa và Thể thao phù hợp với Hội đồng Nguyễn Phúc Tập tổ chức tọa đàm khoa học 420 năm chùa Thiên Mụ và những dấu ấn của chùa Nguyễn Phúc Chu trong lịch sử. Chùa Thiên Mụ được xây dựng vào năm Tân Sửu 1601 trên đồi Hà Khê. Tồn tại một thời gian dài với bao thăng trầm, chùa Thiên Mụ vẫn luôn là ngôi đài danh lam quan trọng nhất của xứ Huế và là một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất về một vùng đất văn vật, một trong những trung tâm văn hóa lớn của Việt Nam. Lên ngôi ở đàng trong vào năm 1691, suốt 34 năm cầm quyền, đối với chùa Thiên Mụ, chùa Nguyễn Phúc Chu cũng góp phần rất quan trọng trong việc mở rộng các công trình kiến trúc, phát triển đạo pháp và pháp bảo, nâng cao vị thế của ngôi đài danh lam này. Đến nay có hai hiện vật mà ông để lại đã trở thành bảo vật quốc gia. Không chỉ có những bài viết liên quan đến chủ đề 420 năm chùa Thiên Mụ, tham luận đến từ các nhà nghiên cứu, các học giả cũng làm rõ thêm về tư tưởng Phật học của ông. Đặc biệt, 14 bài viết về chủ đề chùa Nguyễn Phúc Chu với những dấu ấn trong lịch sử là những nghiên cứu dày công về công cuộc mở cõi và xác lập chủ quyền biển đảo dưới thời chùa Nguyễn Phúc Chu, chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của đàng trong thời chùa Nguyễn Phúc Chu, hay công nghiệp rạng rỡ của Minh Vương Nguyễn Phước Chu trong công cuộc mở đất phương Nam, làm rõ hơn những dấu ấn của chùa Nguyễn Phúc Chu đối với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhất là trên các phương diện mở rộng lãnh thổ, phát triển lãnh hải, phát triển văn hóa và hội nhập quốc tế. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, trong những ngày đầu năm mới, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngày đêm nỗ lực chung sức đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân vui Tết đón xuân bình yên, hạnh phúc với thông điệp an toàn giao thông là không tai nạn, nhanh một phút chậm cả đời. Chấp hành nghiêm pháp luật là đạo đức, văn hóa và văn minh của người tham gia giao thông. Hàng chục lái xe trên địa bàn huyện Phú Lộc đã được công an huyện Phú Lộc tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông như không chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đi sai làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định, không sử dụng rượu bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện, v.v. Điều này không những góp phần đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông mà còn là quyền, nghĩa vụ, đạo đức của người lái xe. Tôi là sẽ lưu thông trên các tuyến đường mà cái đường cần thiết cho chiếc xe là bằng lái, kiểm định, bảo hiểm xe, và thứ ba là tôi là chấp hành mọi luật lệ giao thông, là không rượu bia, không chất kích thích. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Phú Lộc tăng cường lực lượng ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Đội cảnh sát giao thông đã tham mưu cho ban chỉ huy công an huyện, để ban chỉ huy công an huyện tham mưu cho huyện ủy, ủy ban huyện đề ra các cái giải pháp nhằm làm giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Thứ hai thì chúng tôi mời các cái doanh nghiệp, cá nhân đóng trên địa bàn đến để tuyên truyền và cam đoan ký cam kết trong quá trình kinh doanh hoạt động phải chấp hành luật giao thông đúng theo quy định. Thứ ba thì chúng tôi sẽ phối hợp với là trạm cảnh sát giao thông của công an tỉnh, công an xã, chính quyền trên địa bàn để tuần tra xử lý nghiêm những cái hành vi dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đội nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp lợi dụng cửa ngõ phía nam của tỉnh để vận chuyển các hàng hóa không đúng quy định, đấu tranh ngăn chặn, phối hợp bắt giữ các đối tượng gây án lẩn trốn qua địa bàn. Đặc biệt trong năm qua, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn lái xe, người dân nêu cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, đồng thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn đi qua địa bàn lương thực, xăng để về quê ăn Tết, để lại hình ảnh đẹp vì nhân dân. Chỉ tính riêng trong tháng đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Điều này góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Chúng tôi tập trung vào các lỗi dẫn đến tai nạn giao thông như lạng lách đánh võng, điều khiển xe vượt quá nồng độ cồn và đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở ba chở quá số người quy định. Đối với xe ô tô thì chúng tôi tập trung xử lý đối với các lỗi như là chở quá tải, chở hàng tải trọng nặng và chiều cao và hàng rơi vãi. Có thể khẳng định với những nỗ lực của công an toàn tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và công an huyện Phú Lộc nói chung đang tập trung phương tiện, lực lượng ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, huy động sức mạnh hệ thống chính trị và nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vì một mùa xuân bình yên. Không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, những ngày qua, các tình nguyện viên tham gia đội hình ATM Oxy và không quản nắng mưa mang những bình oxy quý giá đến tận nơi cho các bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Có lẽ với những bệnh nhân và người nhà thì lời cảm ơn cũng không thể nào tả được hết tâm trạng của mình trong những tình huống sinh tử như vậy. Và với những đóng góp thầm lặng, đội hình ATM Oxy là thực sự là cánh tay nối dài của hệ thống y tế, là cứu cánh của bệnh nhân COVID-19, đồng thời đem lại niềm tin chiến thắng trước đại dịch COVID-19. Tổng đài ATM Oxy xin nghe ạ. Dạ, mình là một cách oxy không? Dạ đúng rồi ạ, anh cần hỗ trợ gì về sức khỏe không ạ? Tôi khó thở của anh, anh hỗ trợ cho oxy vậy. Cháu Hoàng Minh Đạt thực hiện tắt nhắn chưa ạ? Tắt nhắn là nhớ tắt nhắn chị ạ. Dạ, cháu hỏi địa chỉ của nhà mình là ở đâu ạ? 668 Lê Dương chị ạ. Dạ, cháu xin số điện thoại của mình để tới liên lạc ạ. Nhận được cuộc gọi từ một bệnh nhân COVID-19 đang gặp khó khăn trong hô hấp và cần đến sự giúp đỡ của ATM Oxy, nhóm tình nguyện viên đã cấp tốc chở bình oxy từ trạm ATM Oxy đến tận nơi để cung cấp, đảm bảo sức khỏe cho người bệnh. Dù biết có thể sẽ bị lây nhiễm khi thường xuyên tiếp xúc với F0, nhưng với tinh thần xung kích, lan xả, các đoàn viên thanh niên luôn sẵn sàng hỗ trợ kịp thời. Hàng ngày thì bọn em sẽ mang oxy đến cho những bệnh nhân đang có triệu chứng khó thở và bọn em sẽ đến một cách nhanh nhất để kịp thời cấp cứu một bệnh nhân và giành lại sự sống cho người bệnh nhân. Em cảm thấy là cái việc này là nó rất có ý nghĩa bởi vì cái việc trợ thở kịp thời cho bệnh nhân là vô cùng cần thiết. Bởi vì giống như câu châm ngôn của tụi em đó chính là trao oxy nối dài sự sống. Việc tụi em đến kịp thời cũng như là tiếp thêm một cái động lực nào đó để giúp cho bệnh nhân có thể khỏe hơn và nối dài được sự sống của người dân. Đứng giữa làn ranh của sự sống và cái chết, với người nhà có bệnh nhân mắc COVID-19, họ cảm kích với sự giúp đỡ kịp thời và những hy sinh thầm lặng của các thành viên ATM Oxy. Có cái oxy lưu động này cũng tốt để hỗ trợ cho những người bệnh đó là thấy yên tâm hơn và kịp thời để cấp cứu. Và em cũng cảm ơn là tổ oxy lưu động đã giúp đỡ gia đình em trong cái thời gian dịch bệnh này. Trước số ca mắc COVID ngày càng tăng nhanh, tỉnh đã có quyết định tổ chức hướng dẫn F0 điều trị tại nhà. Nhận được sự hỗ trợ từ Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam,
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình ATM Oxy hỗ trợ F0 trên địa bàn tỉnh với thông điệp trao oxy nối dài sự sống. Tỉnh đoàn sẽ và cùng các cái đơn vị sẽ mở rộng các cái địa bàn hoạt động về các cái huyện thị xã, thành lập các cái trạm oxy tại các đơn vị, đẩy mạnh các cái hoạt động tuyển tình nguyện viên để tham gia vào các cái ATM oxy của tại tỉnh và của tại các huyện. Hiện nay thì các trạm y tế phường xã thì chúng tôi đã hỗ trợ một trạm y tế phường xã là một bình oxy và chịu trách nhiệm là đổi nạp cho các trạm y tế đó khi người ta có nhu cầu. Về ATM oxy tại trung tâm này thì chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình khi mà có người dân cần và cần trợ giúp thì chúng tôi tiếp tục thực hiện và đảm bảo không có một ca bệnh nào là không có được hỗ trợ kịp thời để dẫn đến nguy cơ đến tính mạng. Dịch bệnh dù có khốc liệt thế nào chắc chắn sẽ được đẩy lùi. Những gian khó hôm nay rồi cũng sẽ qua. Duy có tình người, tình nhân văn trong cuộc chiến với giặc vô hình COVID-19. Như câu chuyện nhân văn về ATM Oxy nối dài sự sống sẽ còn lưu mãi trong ký ức của mỗi người. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định nên trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 20 đến 21 độ, thấp nhất từ 17 đến 18 độ, riêng ở lưới 15 độ, độ ẩm từ 94 đến 96%. Thời tiết biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m.